Nói chung là cái chất lượng của ghế thì rất là tốt. Dạ. Còn cái dịch vụ tức là phục vụ đấy thì bảo dưỡng thì cũng rất là tốt. Dạ. Đấy, cô thấy là rất là hài lòng. Dạ, vâng ạ. Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có mặt ở nhà cô Thảo, cô bảo dưỡng mẫu FG99. Cô mua cũng gần một năm rồi cô nhỉ? Một năm rồi, hơn một năm rồi. À, hơn một năm rồi. Đây, bảo dưỡng được, thì rất mới rồi. Đó. Sau bảo dưỡng xong thì lấy màu da cà phê này thì rất được vệ sinh xong rồi, mới sạch bóng luôn. Đây mình xin ý kiến của cô sau một thời gian sử dụng ghế mình nhé. Rồi con chào cô ạ. Con rất cảm ơn cô và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Fuji Luxury bên con ạ. Và cô ơi, cô có thể chia sẻ cho con một chút sau thời gian cô sử dụng ghế thì chiếc ghế này đã mang lại cho cô được những cái gì ạ? Sau cái thời gian mà sử dụng ghế trước kia thì lúc mà chuẩn bị mua ghế đấy, dạ, thì chú cho cô là bị là đau lưng. Dạ. Mất cái tiết đệm, mới đau lưng rồi chân tay mỏi mệt. Thì sau khi mua ghế thì chúng nằm lấy mãn thì đỡ. Thế mà vâng ghế sử dụng thì rất là tốt. Dạ, vâng ạ. Từ hôm đấy cũng có ba cấp phá đấy. Thế thỉnh thoảng đến ngồi ghế cũng thấy là ghế rất là thích. À, dạ. Là... vâng ạ. Chiếc ghế này còn dễ sử dụng không cô? Dễ sử dụng. À, dạ. Mà có những bài sử dụng rất là hay. Vâng, thì cô đánh giá thế nào về cái chất lượng cũng như cái dịch vụ sau bán hàng với con ạ? Nói chung là cái chất lượng của ghế thì rất là tốt. Dạ. Còn cái dịch vụ tức là phục vụ đấy thì bảo dưỡng thì cũng rất là tốt. Dạ. Đấy, cô thấy là rất là hài lòng. Dạ, vâng ạ. Vâng ạ, thì cô ơi, cái sản phẩm và cái dịch vụ bên con tốt như vậy, cô sẵn lòng chia sẻ thì nhiều người biết để bên con mang cái sản phẩm cho mọi người được không ạ? Rồi, đấy, cô cũng phổ biến thấy là một số người cũng muốn mua ghế các cháu là cũng mua, nó hỏi đấy. Dạ. Hỏi cho nó mua cái sản phẩm này đấy. Vâng ạ. Cô thấy là cũng tốt, nhiều người mua. Vâng ạ. Ở trong làng này, trong mấy một số người ra đây là họ nói chung là cô thấy là cái ghế này là từ ngày sử dụng nó cô thấy rất là hài lòng đấy. Dạ vâng ạ, vâng con cảm ơn cô ạ, con chúc cô thật nhiều sức khỏe để sử dụng chiếc ghế massage bên con ạ. Rồi. À. Cô cũng chúc cho công ty ở bên ghế massage này là ngày càng phát triển. Dạ. Thì, nói chung là cái cô thấy là cái dịch vụ của bên con đấy, tức là cái bán hàng ấy, dạ, thì cũng thấy là nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật, dạ, rất là nhiệt tình, chu đáo, dạ, vâng ạ, cảm thấy rất là hài lòng. Vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Bỏ tiền ra mua một cái ghế hơn 40 triệu là cũng đại rồi, nhưng mà được cái là bỏ tiền ra đúng chỗ. Vâng ạ. Đấy, mua ghế thì hài lòng và các cháu phục vụ thì kỹ thuật đấy làm thì là rất là tốt. Dạ, vâng ạ. Tình chưa đáng. Vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Đó, đó là những chia sẻ của cô sau một thời gian sử dụng ghế bên mình nhé. Đó.